Bán sơn này. Nhà nhà có điều kiện nhỉ? Sơn ác đấy. Vẽ vẽ thừa cho xin cái ba nét nhé. Xin ba nét chắc phải vẽ được bức đấy. Nhá. Có đó. Xin ba nét đấy, ba nét đấy đấy. Ba nét đấy họa sĩ lại chuẩn bị bán của tầm 5 triệu nhỉ. 5 đến 7 triệu. Đấy là giao hữu, còn nếu mà bán được giá là phải 20 củ. Cái này đấy. Đúng rồi, cái ba nét ấy, cái pha màu ấy, lát nữa là đăng lên bán là ối người mua. Đấy, có nghĩa là cái ba nét đây là vẫn bán được. Thường thường cái ba nét bán đắt hơn tranh. Ôi em tưởng cái đồ mà để pha. tại vì cái ba nét nó nhiều màu. À. Cân nên là nó nặng hơn. Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay là cái buổi vẽ tiếp theo. Và là cái ngày thứ hai tại ở địa điểm này. Đây mình anh em lại nghỉ trưa, đang nghỉ ăn trưa. Hôm nay thì được cái đàng hoàng hơn, có con bán tải của ông anh đi chuẩn bị được công phu hơn. Hôm nay là chuẩn bị con gà từ nhà. Có dừa không anh? Vừa nhá. Rồi. Con gà này có bình ba rượu. Ba không đấy á, ba không đấy, hiện tại anh này chưa ra đấy để anh lấy. Cuối tuần anh ra thì em xem. Hôm qua anh em mình thì ngồi đây. Hôm nay thì di chuyển bên trong để khai thác một số cái góc ở bên trong. Anh em nhìn xa xa là có. Được rồi, được. Đấy, xa xa là anh em mình vẽ tít tít trong trong kia. Đấy, hôm qua thì vẽ ở đây. Ở chỗ này là bóng cây mát nhất này anh em tôi, là hôm nay thì không cần cắm trại nữa nên xe nghỉ qua cũng được. Có chỗ ngủ rồi. Đấy. Hôm nay chuẩn bị công phu hơn, có rượu, có gà. Nói chung như ở nhà có cả lá chanh này, có đậu luộc này, lạc rang này. Đấy. Lấy chim à? Không, em quay xong là nát nữa đăng lên ngoài đàng hoàng này. Anh em bảo là họa sĩ đi vẽ chả thấy có rượu gì. Hôm nay đúng như sở nguyện là có rượu nhá, bình tông có tướng. Cái này rót đấy mà. Đây còn đây đang đun lại thêm cái nước gà này để cho sôi, để bắt đầu cho đậu luộc. Có rượu mà tí tráng mọi người ấy đi không? Tí nữa, xoáy gửi nó. Xoáy chụp chuẩn hơn gửi nó. Chụp cái kia nào đây. Một chữ hát. Ở đâu nhỉ? Ở đây nào. Chật đấy. Cái này cắt này. Không. Ớt dầm thì nó ngon, dầm thì nó cay hơn. Nha, nuôi bát ra dầm đi, ăn đi rồi. Thế được rồi. Làm phát rồi nha. Rồi. Rồi. Đậu nước canh sôi rồi đúng không? Đúng không? Sôi rồi. Cho rau. Cho cái giấy ăn đây. Cho rau. Rau rửa rồi đúng không em? Đặt ra chạy đây. Đậu là hợp lý đấy. Đã chuẩn luôn. Anh em phải nghĩ là rau rồi. Rau thì bảo anh đặt rồi mà. À đấy à? Ừ. Mình không có bảo thì lúc sáng mình đã đi mua. Qua đi tự chủ động mua thôi. Phải nha. Chơi trực tiếp. À không, chụp ảnh trước đi ạ. Rồi, cứ làm gái. Bài này rồi. Ok. Mời tất cả anh em Facebook nhá. YouTube nữa. Anh em mà không đi vẽ mà cứ ra ngoài trời ăn uống này nó cũng phê hơn ở nhà. Thực ra là mình thay đổi không khí là đã ngon rồi. Mời anh chị nhá. Người đi đường. Sắp tới mình đang có kế hoạch là mấy gia đình gần gần đây tụ tập để đi ra ngoại kiểu như này. Chị bắt được rượu rồi à?
quạt. Đây đây. Đây đĩa rồi. Không ấy. Ăn một đĩa được đẹp. Đĩa. Làm đĩa. Chiến luôn cái thằng này đi. Ngon thật. Anh em cho tôi đã ăn uống xong rồi, chuẩn bị đi vẽ thôi. Còn tí mì tôm cố lốt. Rượu là mỗi anh em uống cũng không dám uống nhiều lắm, chỉ mỗi anh em một bát này thôi. Rượu mang đi nhiều quá thừa. Đấy ông kia no quá đang đi ấy rồi. Nó đi móc họng rồi. Rượu kia phải lắm. Cố gắng anh em tôi uống rượu nhưng mà mỗi người chỉ tầm bát thôi, nhưng mà chiều nay phải cố gắng để cho nó bát rượu. Nó xong với bức tranh này. Xây mẹ rồi bát. 12 bát rồi xây mẹ rồi. Rồi, chắc là cái ăn uống là mình quay tóm tắt để anh em biết được cái chương trình đi ra ngoại sinh hoạt như nào. Lịch trình làm việc. Đấy, đến tối đến chiều tối bắt đầu anh em tôi vẽ tranh. Tâm em ơi. Tâm vào trong túi này. Ôi giời ơi. Anh em tôi vẽ xong là sẽ quay một đoạn cái bức tranh hoàn thiện để chính ra là ở đây thuê người mẫu nằm ấy. Mấy con tiểu nhiều nằm này. Dân ra xem đông quá. Thật mà. Chính nằm đây mà ba bữa ăn trên bãi biển á. Đấy, nói chung là cái chia sẻ như này, nếu mà đi ra ngoài hoàn toàn không thì anh em có thể say sưa thoải mái, nhưng anh em tôi là do công việc. Thực ra là nhiều khi đăng lên mạng, nhiều khi bảo là anh em sướng, nhưng mà thực ra là đúng là có sướng thật, nhưng mà lao động là thật sự luôn đấy. Anh em nhìn phía xa xa cái nắng chảy chảy đấy, lát nữa phải ra lên vẽ mà này. Không có ô nào che. Lao động nghệ thuật thì nó thực sự là vất vả, nhưng mà cái vất vả nó đem lại nhiều cảm xúc, và cái cảm xúc nó tạo ra cái hạnh phúc. Cho nên là nếu mình biết tận dụng được cuộc sống thì mình vẫn sống hạnh phúc trong từng khoảnh khắc. Nên là lát nữa đến chiều anh em chúng tôi vẽ xong thì mình sẽ quay một vòng để cho tất cả anh em bạn bè cả tác phẩm luôn. Đúng rồi, biết cái sự làm việc thật sự chứ không phải là đi nêu hêu chơi bời không. Hiện tại là đang được nửa buổi chiều. Anh em mỗi anh em một góc đang hoàn thiện nốt. Quay qua một đoạn và giới thiệu từng tác phẩm. Nó sẽ ra chỗ ông anh kìa. Có một số anh em học viên thì có thể chưa biết đây là thể loại tranh sơn dầu nhá. Và tranh sơn dầu thì nó có rất là nhiều cái phương pháp thể hiện. Bước này của mình thì cơ bản là gần xong rồi đấy. Xin lỗi, quay xuống dưới. Nói chung được tầm 70%. Nghỉ giá nào tí để thấy cảm xúc đi quay video giới thiệu với anh em. Rồi, đi ra phía gần mình nhất đây. Đây là họa sĩ Xuân Ánh. Đấy, anh đang quằn quại với những nét bút của mình. Uống rượu xong vẽ thế nào? Dày dặn hơn đấy, không tiếc sơn nữa đâu. Thế mà ở nhà này cha chưa uống rượu vào rồi vẽ tranh, làm mãi chả hết tiếp sơn. Sau uống rượu vào nhá. Đây, góc view của họa sĩ đây. Có thể là cái máy này góc có hơi rộng thì anh em nhìn không rõ, nhưng chúng tôi đứng rất gần cái đống rơm anh em đang nhìn ấy, là nó chỉ cách khoảng độ tầm 15 mét thôi. Từ đây ra tới đống rơm là 15 mét thôi, nhưng có thể trong quay nhìn rất xa. Đấy, thì đây là tranh. Ôi dồi, sát sạt luôn đấy. Đấy, rồi, giới thiệu một chỗ tí.
khả năng một trong hai bức hôm nay đây, bức hôm nay đây và bức hôm qua thì khả năng bán đấu giá giao lưu anh em cho vui. Đây, bước hôm qua mình đây, hôm qua mưa thế là mình không mang về được, mình phải để ở đây. Cũng chưa hoàn thiện phải đẩy thêm tí nữa, nhưng mà ống mắt cá này nhìn nó hơi sai hình. Để thêm nữa để bán đấu giá giao lưu với anh em. Có thể là đấu giá không đồng thôi. Ai trả cao nhất thì sẽ được sở hữu tác phẩm. Ôi, lợi dụng cái đấy vẽ gần xong rồi thế. À, khôn thế thì bao giờ mà chết được. Đây là thành viên thứ ba trong đội của ngày hôm thứ hai vẽ ở đây. Đây là họa sĩ Phạm Tuấn Đạt. Nguyên Tuấn Đạt. Đây, đây là bãi chiến trường của anh em tôi vừa mới buổi trưa hôm nay vẫn để nguyên. Chào các bác. Vâng. Các bác vẽ tranh à? Vâng. Đây là bức tranh của họa sĩ Tuấn Đạt. Đang lên, chưa xong. Mày được cái nắng ấm nên cái màu tươi tắn hẳn đi. Qua nó ảm đạm quá. Bán sơn này. Nhà có điều kiện nhỉ? Sơn ác đấy. vẽ thừa cho xin cái ba nét nhé. Xin ba nét chắc phải vẽ được bức đấy nhá. Có đó, xin ba nét đấy, ba nét đấy đấy, ba nét đấy họa sĩ lại chuẩn bị bán của tầm 5 triệu nhỉ, 5 đến 7 triệu. Đấy là giao hữu, còn nếu mà bán được giá là phải 20 củ. Cái này à? Đúng rồi, cái ba nét ấy, cái pha màu ấy, lát nữa nào đăng lên bán là ối người mua. Đi vẽ một bức thành hai bức. Đấy, có nghĩa là cái ba nét đây là vẫn bán được. À. Thường cái ba nét bán đắt hơn tranh. Ôi, em tưởng cái đồ mà để pha. tại vì cái ba nét nó nhiều màu. À. Cân nên là nó nặng hơn. Đấy, thấy bóp nhiều thế nhưng không dùng hết đâu. À. Đây, anh em. Cái màu này thì xong họ làm gì anh? Thì về treo thôi để là thể hiện tranh tranh. Là ta gọi là có biết về hội họa đúng không? Không anh em, những cái bức những cái típ sơn này là 600 nghìn một típ đấy. À. Đây anh em nhé, cái típ sơn như này là tầm 170 mini. À. Sơn van gốc, như là sơn van gốc loại 1 nhá. À. Đấy. Mỗi một bóp mà một bóp này bằng con vịt quay rồi nhá anh em nhá. Ui trời. Đấy, mỗi bóp này bằng con vịt quay rồi đấy. Căng nhá. Cho nên là nhà không có gì ngoài điều kiện là nhiều sơn. Hôm nay các bác này từ sáng bây giờ là chén ở đây luôn hay sao? Bác có chén đấy. Đây gà vịt đây ăn đấy. Rượu chè đàng hoàng. Thôi quay về bài mình tí, không để tối đến nơi rồi không xong được bài, không xong được tranh. Thôi khả năng là mình cũng kết thúc cái video ở đây luôn, tại vì là lát nữa nó tối thì quay rõ. Thế còn những cái tác phẩm anh em nào quan tâm xem những cái tác phẩm hoàn thiện thì anh em theo dõi Facebook Mỹ Thuật Việt nhé. Thì mình sẽ vẽ xong ở thường đi vẽ trực họa này thì những cái bức tranh mà vẽ ở tại chỗ này thì thường là nó không xong được ngay, tại vì một vài cái yếu tố là nó ướt quá, mình không đẩy được các cái chi tiết thì nó ở mức căn bản là 80-90%, còn anh em về hoàn thiện lốt thì sau đó mới đăng lên trang cá nhân. Thì anh em mà quan tâm thì có thể kết bạn giao lưu hoặc là theo dõi cái fanpage của mình là Facebook, fanpage Mỹ Thuật Việt. Facebook cũng là Mỹ Thuật Việt nhưng mà Facebook thì đầy bạn rồi thì không kết bạn được nữa, thì cái fanpage thì cứ ấn theo dõi thì cũng coi như là bạn bè rồi, thì anh em theo dõi để có thể giao lưu về lâu dài. Rồi thì mình sẽ kết thúc cái video nhé. Chào tất cả các anh em.